Dạ Quỳnh Đức xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Hôm nay trời nắng, trời nắng quá phải không quý vị? Vâng, bài hát đầu tiên Quỳnh Đức sẽ gửi quý vị nghe một sáng tác của Phương Kim, bài hát được mang tên Hãy Quên Anh. Xin mời quý vị. Thank you.
Cuối cùng Quang Dứt xin tặng cho quý vị nghe một bài vọng cổ rất là dễ thương của cố soạn nhạc Viễn Châu, bài hát được mang tên Trúc Lan Phương Tử. Xin mời quý vị thưởng thức. Xin mời. Xưa đã nét thầm tan nhang.
mà khó cho nên cao nhạc máy thì khi nó trở ngại. Xin lỗi quý vị rất là nhiều. Nếu như bấm trở lại thì ca lại từ đầu tới sáng luôn. Bây giờ chắc tao còn xin phép ca ở đây tạm biệt quý vị. Được không quý vị? Vâng, dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn. Bây giờ là cho anh Thiếu nha, cho anh Thiếu một bài thôi quý vị. Dạ. Dạ vâng, tôi để anh Thiếu một bài nhưng mà chúng tôi sẽ bù.